Rồi bây giờ em đạp thử coi, anh coi cái máy thử coi. Nó rút lại kìa. Tao cần nhả ga, cần cần lên ga lại. Nó hiếm. Xe này ở Việt Nam chừng có chở chừng cỡ chừng chục chiếc à, cỡ đó. Trời ơi, biển số cũng đẹp mãi, không ha. Mãi phát lộc phát. 2868 quá trời đẹp luôn. Trời ơi, nổ như xì bo hả? Nổ cái tiếng nghe im quá trời. Nó quấn từ tiếng luôn á này. Thằng này 1956 là nhiêu? 56 năm là nó 67 năm rồi. Ui, ừ Thái ơi. Gần 70 năm. Chắc 70 năm. Ừ. Wow, thấy mê luôn mọi người ơi. Coi nè, cái xe màu đỏ nó đẹp coi nè. Khi mà mình co cái này lên tới đúng đây rồi. Rồi mình đạp xuống rồi. Nó cháy rồi, không cần phải chồi. Trời ơi, quá trời nhảy luôn trời. Có càng luôn nè. Ôi càng đây, càng đây. Cái càng này là cái càng điện nó dính vô liền luôn hay là càng này càng zin của nó, chung zin của nó. Đâu cần tắm này rồi. Nè, nó có đồ lên giới thiệu, mình lên giới thiệu là mình chơi đường từng lãi nè. Mình lên giới thiệu chỗ này nè. Mình chơi đường, mình dặn vô, mình chơi đường từng. Nó vô nó hết, mình lên tiếp. Công nhận. Mến chào cô bác anh chị em, Cao Hớn mình hôm nay lên nhà bàn thuộc tỉnh biên An Giang á, thì tình cờ phát hiện ra tiệm hớt tóc của em Tài này nè. Thì em Tài ngoài việc hớt tóc ra thì còn đam mê chơi những cái chiếc xe cổ ngày xưa mà mình thấy rất là độc lạ luôn quý bà con cô bác, gồm những cái chiếc xe mà lâu năm. Và nói chung là thôi mời cô bác anh chị em cùng mình vô trỏng để tham quan nha. Đây là em Tài. Dạ, hello, hôm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em 40 à. 40 ha, mà thấy còn trẻ quá ta. Đây là tiệm hớt tóc của em nè. Dạ. Rồi địa chỉ ở đây là ở đâu mà nằm trong cái hẻm này? À, em ở tổ 5, khóm Núi Két, phường nhà và phường Thế Sơn. Tỉnh biên An Giang. À. Dạ. Rồi có thể là mấy chiếc xe này em chơi là có bán luôn không? Dạ cái này em chơi là chơi theo đam mê, nhưng mà nếu mà anh em nào mà có cùng đam mê mà dặn có hứng thú gì xe cổ á, thì em chia sẻ về cho chơi. Chia sẻ lại ha. Để cho người ta về, người ta đi cà phê, người ta trưng bày rồi đó, rồi người ta chụp hình cưới rồi đó. Tùy, nhưng mà phải cùng đam mê được. Chứ nhiều khi mình bán về cái người nó không biết chơi, về nhiều khi nó cũng nát xe hết, nó cũng uổng. Đúng rồi. Dạ. Vậy không thôi bây giờ gì nè, em có thể là cho đọc số điện thoại của em luôn đi. Tại vì nếu mà cưng nói địa chỉ không, người khác lạ tới kìa tìm trong cái hẻm vô nhà em á, thì chắc cũng khó. Dạ, cái số điện thoại của em là 0774889418, tiệm tóc Phước Tài. Đọc chậm lại một lần nữa đi em. 0774889418, tiệm tóc Phước Tài, khóm Núi Két, phường Thế Sơn, tỉnh biên An Giang. Đó là địa chỉ của em Tài nha. Ở sát bên Núi Két luôn, tới Núi Két là biết, tới Núi Két điện là biết. Rồi bây giờ mình tham quan mấy chiếc xe ha. Thì xe thì anh đam mê lắm, phái xem lắm, nhưng mà về cái số năm cũng như cái giá trị của nó thì anh cũng không có gành. Thì có thể em chia sẻ cho anh cũng như bà con cô bác biết luôn ha. Như chiếc xe này là cái hiệu và cái năm nó là sao em? Con này là con mô lết, là con mô dòng của nó là cũng là mô lết, nhưng mà nó là dạng mô lết châu nước. Là nó sản xuất năm 1978, hồi xưa là nó xuất qua bên châu Mỹ cho mấy người Tây chạy á. Mỹ đồ chạy bởi cái dáng nó mới bự vậy nè. Nhầm người không? Mô lết, bởi vì hồi nãy cưng nói mô lết mà anh nhìn giật mình, mô lết mà sao cái dáng nó bự phải không? Nhầm người, người ta không biết, người ta tưởng đâu 67 không, mà ta thấy cái thùng xăng nè. Đúng rồi. Rồi không biết, người ta tưởng mình chế, người ta nói ủa bộ xe này cưng chế hay gì mà giống 67 vậy. Trời ơi, em đâu có bản lĩnh mà chế được vậy. Đây là cái kim xăng. Đúng rồi, nó ký hiệu. Cái này là cái càng của nó hả? Càng này càng tiếng heo, mình gắn vô cho vui thôi, bóp cho vui thôi. Còn hiện tại là mấy cái xe chân ở đây nó còn nổ không? Dạ xe này là đều nổ máy hết, là mình đi bình thường. Xe này ra mình đi như Honda vậy đó. Cái này là cái hiệu của nó hay sao em? Dạ cái này là hiệu Mollet dòng Spencer, dòng Spencer 50. Dòng này dạng dòng hiếm, phiên bản là bản hiếm, bản này bản châu nước. Châu nước thì nhìn nó độc lạ hơn. Xe này là của cái thằng nước nào mà sản xuất ấy? Này của Pháp. Pháp. Hai thì. Cách này là bao nhiêu năm rồi? Cái này sản xuất năm 1978 thì năm nay nó 78, nó cũng 40 mấy năm rồi. Đúng rồi, thằng này tại vì nó dòng đời sau, nó đời cao. Đây xe Mulet là mình nhớ là nó có những cái bánh như thế cái này. Dĩa. Bánh dĩa như thế mình này. Mình chạy đạp, rồi mình đảo lại thì đạp xe đạp, bật lại đạp máy, nó có chế độ chuồn chuồn nè. Mình bật lại mình đạp xe đạp, hết xăng đạp xe đạp bình thường. Ở đây là cưng thấy trưng bày 3 chiếc, còn ở đâu nữa không? Dạ của em còn ở ngoài sau ít nữa. Còn nữa hả? Dạ. Mấy cái túi này là theo xe nó luôn hay sao? Túi này mình gắn mình đựng đồ, đi chợ, tại xe này thường là mình đi chợ mình mua đựng đồ.
Đâu đâu bây giờ cân đạp với coi, nó chạy nghe cái tiếng là lâu quá không có nghe mấy cái tiếng xe này nè. Ok anh. Con này đặc biệt có một cái là mình chạy là cái máy nó rút nha. Mình chạy lên dốc là cái máy nó tự động nó rút vô. Là cái này hả? Là nó đưa cái máy vô. Mà nhầm người không biết, ta tưởng đâu cái máy mình siết ốc không cứng nó bị rớt, người ta kêu hoài à. người ta kêu lại nó sợ rớt ha. Đúng rồi, mà cái dòng này là giống như mình lên dốc là tự động cái nồi vậy, nó tự động nó rút vô. Là hiện bây giờ là cái công nghệ của xe tay ga đó, là nó lấy từ cái công nghệ này ra. Là chiếc tay ga trong rỗng nó có 6 cục bi, nó chạy nó tự động nó rút nó lên dốc nó tăng đưa. Là của thằng này, của công nghệ thằng này. Rồi bây giờ em đạp thôi coi, anh coi cái máy thôi coi. Nó rút lại kìa, tao cần nhả ga, cần lên ga lại. Thấy nó rút cái máy lại rõ ràng luôn mọi người. Mình lên ga là nó rút á. Tốc độ của nó bây giờ như là hiện tại giờ là chạy tốc độ cao nhất là khoảng bao nhiêu em? Nếu mà con này mà chạy mà đi đường trường là cỡ 90. Trời ơi dữ rồi trời. Tại con này là 90 đó là do cái nguyên bản của nó luôn hay là cái mà cưng cũng như là đôn dên hay làm không, nó lên? Cái nguyên bản của nó, của dòng này thì nó chạy cỡ 70 à. Còn cái này mình thay cái lọng lớn này, giống như cái lọng của nó hồi xưa là lọng 38 ly. Bây giờ mình thay mình đưa cái lọng 47 ly này, nhưng mà lọng lớn này là vẫn lọng zin nha, lọng kiến nha. Đúng mô lết là lòng kiến, lòng sơ mi kiến hồi xưa. Lòng của nó là lòng kiến. Cái tiếng nổ nó nghe im quá. Hồi xưa là nó lòng 38, bây giờ là mình sẽ đưa lên lòng 47 ly. 47 ly mà tính cái phân khối giờ nó cũng 74cc rồi. Là cái xe 70 bây giờ á. Nó chạy tốc độ đó. Nãy anh nhìn vô anh tưởng là xe gì? 67 không à? Dạ. Hay là thuộc loại dòng xe mô lết. Mô lết thì nó của Pháp, nó của tay ga. Còn thằng này sát nè. Này trời ơi, chiếc xe trên nó đẹp quá nè. Thằng này là cực của Đức, thằng này là dòng sát của Đức. Mà cũng mua lết luôn ha? Không, là mua lết là của Pháp. Là thằng này là của Đức, thằng này là mua sát của Đức, nó hai dòng. Thằng này nó số tay, còn mua lết là nó tay ga, nó không có số. Như tầm giá trị của chiếc xe này hiện tại bây giờ, nếu mà người nào mà thích chơi em nhường lại là quý chủ là giá bao nhiêu? Chiếc xe này là bây giờ là cỡ 80 triệu. Khoảng 80 triệu ha? Dạ, giá trị của nó, tại nó hiếm. Xe này ở Việt Nam chừng có cỡ chừng chục chiếc à, cỡ đó. Trời ơi, hiếm dữ người ta. Rồi cái loại cần cổ nó là gì hả em? Cái này ghi đông này giống như ghi đông Z á, chỉ zít zắc á, chỉ Z á. Là nguyên trạng của nó là gì ha? Dạ, nó có nhiều đời ghi đông lắm, cái đời ghi đông cao, đời ghi đông thấp, tại mình gắn ghi đông này chạy cho nó ngầu. Nó tới mấy đời đó. Nói chung xe này nó nhiều đời lắm, nhiều khi mình không có biết hết được. Ôi, còn chiếc xe này đẹp nữa nè. Cái này là đồ tất cả đồ zin của nó hết ha? Tất cả đồ zin của nó hết, mình chỉ sơn mới với mình xi lại với mình làm máy lại thôi. Chứ nói chung mình chơi mấy dòng xe này mà mình chế cháo vô thì nó không có giá trị. Có nghĩa là mình lắp đồ Honda đồ vô là chiếc xe mình chạy được nhưng mà nó không có giá trị. Mình phải để nguyên thủy của nó thì dạ. Nó đúng là xe cổ. Dạ. Cho cái biển số thấy cưng không, nhỏ xíu à. Biển số này 58 là ở đâu em? Sài Gòn. Mấy xe này là còn giấy hết. Còn giấy xưa theo xe. Đây này, cái tờ giấy của nó hồi xưa nhìn cũng ốc nổi chứ nè. Nhìn ốc cục nổi luôn, tờ giấy nè. Trời ơi. Hồi xưa mà giấy. Để chữ mua Bullet luôn nè, thấy chưa? AV85 nè, thấy chưa? Trời ơi, vậy mà có giấy mà còn mấy cáo đúng này xuống, trang. Đúng số sườn luôn nha, đúng số máy số sườn luôn. Hiếm lắm cái giấy này, lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi, tờ giấy nè. Tương đương cũng gần 45 năm rồi. Xe đây cũng biển số thành phố luôn, 52. Biển số cũng đẹp mãi, luôn ha. Mãi phát lộc phát. 2868 quá trời đẹp luôn. Như chiếc xe loại này á, thì cái giá trị của nó là khoảng bao nhiêu hiện tại bây giờ? Con này xe của em đi tour em cũng không có bán nữa, nhưng mà đi tour là giá trị mà để mà em dọn thôi bây giờ ha, là nó cũng gần 80 triệu rồi đó. Tiền mà làm với máy với vô đồ là hết á, giá nó cả đó đó. Nhưng mà xe này em để đi không bán tại em đi mấy tour rồi. Là tốc độ này em đi chạy là được bao nhiêu? Được 90. Trời ơi. Con này là em đi một tour, anh biết Vũng Tàu Vinco phải không? Đi một tour Vinco. Rồi mới đi một tour về Bình Dương về rồi đi Gò Công, đi hội Gò Công rồi mới đi Bình Dương về nữa là nó chạy cũng hơn 1000 cây rồi. Là máy không hề hám gì luôn. Không hám gì. Cầm đi từ đây tới Bình Dương mới về. Anh quá nghe tiếng nó nổ rồi. Không? Mà nổ máy đâu mình nổ máy cho mọi người nghe đi. Cái này em đậu cũng lâu mà em xuống nửa giờ cũng nổ mà. Nổ cũng nghe nhức đầu lắm. Trời ơi, nổ như xì bo hả? Nổ
Chỗ cái tiếng nghe im quá trời. Nó quấn từ tiếng luôn chỗ này nè. Ờ. Cái tiếng rất là giòn luôn mọi người. Tiếng nghe chắc lội luôn á. Cái hơi dữ lắm, ra đường chạy dữ lắm. Này là cũng bằng chạy mình tại ga tay ha. À, cái này vô số gạt xuống vô là số 1, số nó trong cụm này nè, gạt xuống là số 1, búng lên là số 2, với hai số chính giữa là bung no. Nè nó à. có cái cửa này thấy không? Cái này là bung no nè. Là bung no là số 0 á, là mình quay bánh được nè. Thấy không? Còn mình vô số là dướng bánh nè, nó vô số là dướng bánh nè. À vậy là điều đặc biệt là mấy xe này khi mà ví dụ mình hết xăng thì mình có thể là mình đạp bằng cái chân để mình đạp xe đạp. Đúng rồi. À. Xe này thì nó già rồi, con này sản xuất năm 1954, nó cũng 70 năm rồi. Trời ơi. Nó cũng đang tuổi ông nội mình. Như bên đây nó mới là mulet rồi phải không? Bên đây cũng gu sát luôn này, gu ben này sát 51. Tại nó có số tay nè. Như cái xe này là của nước nào sản xuất? Của Đức. À. Là bao nhiêu năm mà em? Để chỉ sát nè anh, để chỉ gu ben nè. À đúng rồi. Thằng này năm 1956 là bao nhiêu? 56 năm là nó 67 năm rồi. Ủa ừ Thái ơi. Gần 70 năm. Chắc 7 năm. Ừ. Này cũng hiếm, này mắc nha. Trong cái dàn xe lần này là xe tâm huyết nhất của em nè. Tại này nó chính chủ. Là em đứng tên luôn. À, sang tên em luôn luôn rồi đó. Là có nghĩa là trong 100 chiếc nó mới lọt vô được một chiếc, còn hồ sơ gốc để mình rút. À. Chứ thường xe này là không có giấy. Bởi vì mới đổi ra năm số nè. Đúng rồi. 67. À. Vậy là xe này cũng thuộc là mình đạp lên mình chạy nè, xe bằng tay ga ha. Đúng nửa giò lầm. Trời ơi nhảy dữ hả? Đâu đâu cứ tắt đường nạp lại coi. Đây đây, em máy đạp rất là nhẹ nhàng luôn. Chỉ cần nhúng nhẹ. Đó. Mà cái tiếng nó giòn qua nghe quá êm luôn á. Tốc độ của con này nó chạy khoảng bao nhiêu? Cả 80. Khoảng 80 cây số giờ. Ừ. Thôi mấy xe này không mà chạy dữ rồi ta. Anh thấy cái cục máy nó bằng nắm tay thấy không? Đúng rồi, mà nó chạy cục máy có chút xíu nè. Tại cái dòng hai thì cổ cái dòng tua nó lẹ lắm, nó phun ra là nó đốt liền. Còn bốn thì là phun ép xả đốt rồi tới bốn giai đoạn, còn này nó phun ra nó đốt liền. Cái tua nó lẹ lắm. Anh nhìn cái dĩa của nó bằng cái đùm nè, cái dĩa sau của nó là nhỏ hơn cái đùm luôn. À đúng rồi, nhỏ hơn cái đùm kìa. Cái dĩa sau nè, nó nhỏ hơn cái đùm nữa. Nhưng xe này thì bây giờ là nếu hiện tại giờ giá trị nó mà mình chia cho người khác là khoảng bao nhiêu? Cái xe này ra không dám nói luôn á, tại nhiều khi nói cái nhiều khi sợ mấy người. Thôi nói chung là ai yêu thích thì có thể liên lạc với em, thỏa thuận giá. Nếu mà ai yêu thích chơi thì cưng mới nhường lại thôi ha. Mà em đứng tên em không bán, để sưu tầm. À. Nhưng mà giá của nó nhiều khi mình không dám nói mất công người ta không hiểu, cái người ta nói mình quá cao ha. Bốc này kia không dám nói. Tại xe này em để sưu tầm chứ không bán, tại em đứng tên luôn à. Rồi những chiếc xe này nè. Lúc mà cưng lấy về là nó cũ kỹ rồi, cưng làm sao mà cưng sơn lại rồi ví dụ chạy mà lỡ có hư rồi đồ đạc đâu mình thay. Mình chơi là mình có đồ thay, mình sưu tầm mình có đồ thay, với mình tự làm mài mò mình làm. Có mình thay được, có mình mới dám chơi với người ta chơi, người ta phải sửa sang được người ta mới dám chơi. Chứ nhiều khi ba cái đồ cổ mà chơi mà không sửa được người ta đâu dám chơi. Dạ. Nói lại mình mê rồi cái gì cũng có. Anh thích nhất là những cái loại xe dòng mà giống như mulet như thế này nè. Mà mình chơi cái này tâm huyết lắm anh ơi. Tại vì sao anh phải sưu tầm nó giống như là đủ cái thời cơ. Dù anh sưu tầm được cái đầu đèn, anh để dành cái anh sưu tầm được cái cặp đùm hay cái bánh hay là cái nắp xăng gì đó, anh mó từ từ nó mới đủ, anh mới gáp thành chiếc xe. Giống như là nó lại nó để mà một chiếc xe mà chạy ra ngoài đường được á là cả một cái tâm huyết. Đúng như rồi. Là mồ hôi nước mắt luôn á. Do đó là cái giá trị của nó là luôn luôn là phải đẩy cao hơn. Giống như là mình là người chơi này thì mình cảm thấy nó quý vậy, còn người ta có tiền thì người ta mua người ta chạy thôi, nó bình thường rồi. Yeah. Nhưng mà đối với em là để một chiếc xe chạy được là cũng cả một tâm huyết á. Vậy là cưng nói ngoài sau còn nữa hả? Dạ cũng còn ít đi đi tham quan. Rồi mua lết là có quýt ba đâu gì không? Đầy đủ đây. Đầy đủ luôn. Trời ơi, ở đây giống như cái nhà kho mà để cưng đam mê mà chỉnh sửa xe phải không? Dạ. Nè, để em cái góc này để em thư giãn, để em chơi xe. Cái này con này mulet đời AV44. Con này xưa là nó sản xuất cho nó dành cho dáng này dáng nữ chạy rất là đẹp. Năm 44. À, cái tên nó là 44 thôi chứ nó sản xuất năm 1950 mấy, năm 1962. Con này năm 62. Mà tại cái dòng cái đời của nó là 44. Năm cũng gần đó rồi. Mulet. Con này dáng nữ.
nè thấy không, y gan phụ nữ có bầu nè, y gan có bụng bầu luôn đúng rồi, dáng nữ gan luôn á, dáng này nữ gắt chạy rất đẹp. Em bắt đèn cho sáng. Wow, ôi trời ơi, còn mấy chiếc trong đó nữa kìa. Đúng rồi. Có đó Vít 3 đó phải không? Dạ. Vít 3 nè, một chiếc Vít 3 nè. Đây... cái này chiếc Vít 3 nó hả vậy? Đúng rồi, Vít 3. Wow, thấy mê luôn mọi người ơi. Còn này chiếc xe màu đỏ nó đẹp coi nè. Cái này là... nó lai giống xe điện sau này ha. Đúng nhưng rồi. Mà được có một cái là cái dáng đó nè, ở dưới đây nè, cái máy rất là gọn gàng và nhỏ. Còn này là sát mà sát 51. Nàng này là bị tuyệt chủng rồi, nó dòng này nó rất là hiếm. Như theo cơn dự đoán á, loại xe này ở Việt Nam mình á, hiện tại bây giờ là có khoảng bao nhiêu chiếc? Nếu mà nói về dòng sát 51 nè, là ở Việt Nam này là em chưa thấy con thứ hai. Tức tại là vì, em đi sưu tầm khắp nơi rồi mà chưa thấy rồi. Được con thứ hai. Nó là cũng là dạng Mate, nhưng mà nó có dòng Mate khác chứ nó không có cái Mate 51 này. 51 này là em mót từ món đồ mà để em gáp thành chiếc xe. Có nghĩa là em săn đồ từ món em gáp thành thôi. Chứ thật sự Mate thì nhiều mà Mamut là em chưa thấy. Em chơi sát tới giờ là em chỉ thấy có con này thôi. Chứ không phải mà cái đồ mình chơi mà mình nói nó quý. Cái bô này là của nó luôn cái gì em? Của nó luôn, theo kinh nghiệm của mình chơi á. Cái dòng nó mảnh mai, em thấy cái sườn nó không? Đúng rồi. Nó rất là mảnh mai. Nó gọn gàng, chiếc xe này nhìn vô nó rất là gọn gàng. Vậy là chiếc xe này theo cưng nói vậy là chắc giá trị nó cao hả? Nó, theo em thì công sức em dọn tới giờ, thời điểm tới giờ thì nó tầm 65 triệu. À, ở đó thôi, nhưng mà triệu. Tại vì nó hiếm, nó quý thôi, nó hiếm, nó... mình săn đồ nó cực á. Còn cái Vít 3 này? Cái Vít 3 này Vít nhỏ gọn ha. Cái này Vít 3 mini 50S. Vít 3 mini 50S. Cũng bao lâu năm mà em? Con này nó cũng năm sáu mấy, 69. Năm 69 cũng năm mấy 60 năm. Còn dòng này Vít 3 hay là Mulet? Con này Mulet phục quỳ, cái này cũng hiếm tại cái phục nó quỳ nè anh thấy không? À. Dòng này hiếm. Đây đúng là đó, giờ mới thấy lần đầu luôn nè. Mulet phục quỳ. Dòng này dòng phục quỳ AV89. Phục quỳ là nó có ngang gì gọi là phục quỳ đó ha. Nè, nó quỳ nè, nó quỳ xuống y gan mình quỳ gói vậy đó, đúng rồi. Nè, cái phục thường của nó nè, anh thấy cái phục thường nè. Anh thấy hai cái nó khác nhau. Nó phục thường không? Anh không thấy được. Phục thường là thẳng xuống nè. Ừ. Còn phục quỳ là nó éo xuống nè, cái bộ phục này không là kiếm là nhức đầu rồi. Trời ơi nó đẹp rồi nè. Anh thấy cái ghi đông nó cũng khác người ta nè. Nè cái ghi đông của nó có một cái lên, còn này phải hai cái, anh thấy không? Nó khác nhau rõ ràng. Cái nó lại đồ của nó là kiểu cỏ hơn. Này nó hiếm hơn. Mà tất cả những cái xe này mà có cái bàn đạp như thế này là khi mà mình sử dụng bằng, nếu có tắt máy mình đạp bằng chân sẵn được nha quý bà con cô bác. Dạ đúng rồi. Mà ai cái tầm tuổi cỡ 40 tuổi cho lên chắc biết được những cái dòng này. Dạ biết. Tại mấy cái dòng này lúc đó khoảng cách hai mấy năm gì trước là người ta chạy đúng, cũng còn một số đúng, người đúng chạy rồi, bên ngoài cũng nhiều. Đúng rồi anh, đúng rồi. Hồi xưa là đúng ra là cơ duyên của em chơi xe này đó, hồi xưa là tại ông nội của em á, ông chở em đi học bằng chiếc Mulet xanh. Ông lúc hồi nhỏ rồi sau này ổng mắt không còn nữa rồi xe cũng không còn luôn, rồi bắt đầu vô tình mình đi mình mới thấy anh em người ta chạy á, mình nhớ lại kỷ niệm nhớ quá trời luôn, rồi bắt đầu mình mới lên mạng mình tìm tòi mình chơi, mình đi săn cỡ nào cũng phải chơi cho được, chơi chơi riết từ từ mình có kinh nghiệm mình mua. Mời lắm, chỗ nào có xe là có em. Rồi cái này là ghê hay là của nó? Cái này ghê, cái này ghê, cái này mình gắn tay. Gắn cho nó vui. Mấy cái này là dường như là cái gì nè ta? Cái e phải không? E kéo xăng phải không? Cái e là cái giống như cái xúc bắp máy dầu đó, anh kéo xúc bắp anh mới đạp máy được. Rồi anh kéo đạp máy rồi anh tắt con cũng bằng tắt bằng nó luôn. Cái này vừa khởi động vừa tắt luôn. Như mấy cái xe này hiện tại bây giờ là vẫn còn nổ máy bình thường ha. Vẫn còn nổ máy, vẫn còn chạy được hết. Đâu như chiếc xe này anh thấy lạ nè, nổ máy thử coi. Xe này nè, xe này hồi nãy là em có nói là xe này là máy zin nè. Là anh hỏi em chạy được bao nhiêu là xe này đúng máy zin chạy được 70. Để cái máy là lồng 38 ly nè, lồng tròn 38 ly. Nếu mà cưng làm cái này kia lại thì chạy 90 ha. Làm lại là phải thay cái lồng này là mới chạy được 90. Nhưng mà phải cực khổ lắm. Cái này là phải mạc của nó không? Tem của nó luôn đó. Tem của nó còn bám đây luôn nè. Cái đó lắc máy. Nè bây giờ em đạp nha, coi chừng chút. Trời ơi nhắn nhẹ. Cái này nó nổ máy là mình đạp nó nhạy lắm. Ví dụ nó nổ máy rồi phải mình xuống nè. Đó. Tức là mình không cần lên xe để mình đạp hai chân. Đúng rồi. Tại mình đậu lâu quá xăng nó xuống không kịp, mình phải chồi cho nó xuống xăng. Vậy là khi nổ máy rồi khi rồi mình co xuống, cái này lên tới đúng đây. Đúng rồi. Rồi mình đạp xuống rồi. Nó cháy rồi. Không cần phải chồi. Trời ơi quá trời nhạy luôn trời. Mình có kèn luôn nè. Ôi, kèn đây,
Cái càng này là cái càng điện nó dính vô liền luôn hay là càng này càng zin của nó, chung zin của nó. Đâu cần tắm này. À, cái này ngộ trời. Đâu bây giờ cưng tắt máy, cưng ngồi lên, cưng đạp bằng cái tông đạp thôi. Để cho bà con cô bác thấy lại lần nữa. Đạp đạp giống như là mình không chạy nha. Xe mà hết xăng là bắt đầu là mình đạp như thế này mình chạy nè quý bà con cô bác. Đúng rồi. Vẫn chạy được bình thường, đó là mấy loại xe mô lết. Đạp bình thường. Đạp bình thường. Ví dụ xe mình hết xăng đạp bình thường có gì đâu, mình đẩy xuống mình đạp xe đạp nè. À. Nè, mình đâu cần chạy đâu. Đạp nè đó. À, đạp như xe đạp nè. Rồi bên đây còn mấy chiếc nữa. Vậy là mấy chiếc này cưng chưa có sơn binh lại phải không? Không, xe đó xe zin, nó không có binh. Không có binh để nguyên gì chạy luôn. Triển lãm. À. Cũng như mình có mấy mà vẫn còn máy móc chạy được máy không? Máy móc chạy, cũng như mình có mấy cái hội mà lâu lâu mình đi mình xách mấy con xe zin này hay mình triển lãm. À. Con này sơn zin nè, thấy không? Con sơn zin thằng này dòng sát. Cũng có phần để mình để cho người ta nguyên con lại cho người đúng ta thấy nguyên bản của nó. Nguyên bản của nó. Cái nào nó còn giá trị mà để, còn cái nào mà mình cần sơn mới thì khách đặt thì mình sơn mới. Như cưng chưa qua phần mà để dọn lại cho nó sạch sẽ, nhưng mà ví dụ mấy xe này mà người ta có mua cưng để cho người ta giá khoảng bao nhiêu? Như ví dụ xe này đi. Con này là 35 triệu. À, là mình chưa dọn đó ha. Con này 70 triệu. Wow. Mắc lắm. Đẹp cái nè. Mấy con này là còn giấy hết. Rồi cưng có qua trường lớp gì không mà thấy dụng cụ làm dữ vậy? Có học nghề sửa xe không? Đâu. Mình mới mình chơi vậy tập tành vậy đó đâu. Chàng ơi. Gì? Mới chơi rồi tự tháo ra, tự ráp, tự sửa luôn. Đúng rồi. Hay dữ à. Đây, mình xem xung quanh cái khung cảnh phía sau nhà mấy à. Mấy cái gì? Cái nón cối kìa. Nón ngày xưa. Mấy cái nón này là cưng cũng đi mua sưu tầm luôn hay sao? Dạ, cái nón đó của mấy ông hội đồng xưa. Ồ, cũng mấy chục năm trở về trước à. Nón bên cối. Đây nè, bên đây đẹp hơn. Nón này là của mấy ông địa chủ hồi xưa. À. Đậu vô là giống hệt luôn nè. Ờ, đâu cưng đổi coi. Đẹp trai quá ta. Trời ơi, nhìn mấy cái bình xăng, mấy cái đồng thùng đựng đồ cổ của mấy xe ra kìa. À, thùng đạn hồi xưa. Thùng đạn. À, đèn pin đó nè, này đèn pin của hồi xưa là hệ ba pin nè. À, rồi mấy cái bình xăng này cũng cổ không đó ha? Bình xăng này là của mấy xe này. Ờ. Mình chân. Trời ơi, đủ đồ nghề hết rồi, đồ cổ luôn. Dụng cụ của em ấy nè. Tức là đam mê cách thời điểm này là bao nhiêu năm rồi em? Em đam mê năm 2007. Năm nay 2007. Năm nay 13 với 3 nữa, 16 năm rồi. 16 năm. Vậy năm mới có 23 tuổi thôi. Dạ. Mà em đã đam mê và sưu tầm và làm mấy ra được như thế. Lúc đó là em là còn nhớ có thời còn trẻ đó. Tại lúc mới chơi đó. À. Cái tấm hình này năm 2007. Lâu lắm rồi, mười mấy năm. Đó à. Mê quá thì không có điều kiện chơi, sau này mình ổn cái mới đầu chơi. Tức là cưng sẽ đi mua những cái đồ món nhỏ nhỏ về mình bỏ đây, cái nào mình lắp ráp cho xe nào được là mình lắp ráp vô xe đó để thay sửa. Đúng rồi. Mình có đồ món rồi mình mua xe nguyên con cũng có, rồi mua xác cũng có, rồi mua nguyên lô xe cũng có nữa. Trời ơi. Đây, những cái lồng đèn, cái gì, cái đèn măng sông nè, ngày xưa nữa nè. Em ấy cũng sưu tầm được 5 cái nè, một cái bự, 4 cái nhỏ. Lồng đèn này giờ kiếm cũng hiếm mà. Cảm ơn Mỹ, rồi điện thoại, cái gì, cái điện thoại bộ đàm, bộ đàm của Mỹ ngày xưa nè. Điện thoại bộ đàm ngày xưa nè. Của Mỹ. Có mấy... Trời ơi, nặng dữ ha. Nặng sắt mà, hộp nặng lắm. Đây là điện thoại của Mỹ ngày xưa qua, vẫn còn lưu lại đây. Cái này cũng lâu rồi hả em? Dạ. Cái này cũng vậy phải không? Dạ. Cái nào em đồ cổ là mình chơi hết. Cảm ơn ngày xưa nè. Cái này xài ngon lắm. Này em có, biết đàn luôn. Cái này có cối sắt nè. Cái cối sắt này hồi xưa là chiến tranh đó, đậu vô để chống đạn nè. Đạn nó bắn lại trượt lên. Chụp vô cái cối ấy. Cái đó khoảng bao nhiêu ký vậy? Cái này chắc cỡ 2 ký quá. Trời ơi, nó mỏng gì mà nặng dữ ha. Nặng đó. Nặng đó. Tức là đồ cổ không ta. Nặng đó. Đâu anh cầm thử coi. Trời ơi, nặng. Cũng cỡ 2 ký à. Nè, đâu bên trong của nó đâu. Nè, hồi xưa là nó chụp vô. Nó chụp vô cái nón bố á. Rồi bắt đầu mình núp lùm xuống. Đạn nó bắn vô cối sắt nó xỉ lên. Vậy là cưng là có một số chiếc xe này ha, chứ mà trước ha. Còn bên nhà kia mấy chiếc nữa. Còn mấy chiếc bên nhà kia nữa hả? Dạ. Dữ rồi chàng. Rồi ví dụ mà mấy xe này đồ cổ, đồ quý hiếm. Rồi ví dụ mà người ta mua, người ta đam mê, người ta chia sẻ từ chỗ em chơi. Rồi người ta không có đồ thay hoặc hư hao thì sao biết được sửa hoặc là có món đồ gì sửa không? Ở đây em, nếu mà anh em mà chơi mà em có bán xe hoặc chia sẻ cho anh em là em bảo hành. Giống như là em chơi là em bao máy.
giờ em bán chiếc xe đó về mà xe mà lỡ chạy hư giữa đường là em làm máy miễn phí là hết, em bao cho chơi á, bao máy cho chơi bảo hành, bao máy bảo hành máy, bảo hành máy cho chơi. Nhưng mà chơi là về là phải chơi đúng như em hướng dẫn nghe, còn nếu mà chơi mà dạng như chạy mà không có đổ nhớt nó hư là em không chịu à. Có nghĩa là em nói xe này phải về chạy phải đổ nhớt, phải pha nhớt. Đúng rồi, mà nói mới nhớt. Đúng, như mà chạy mà không pha nhớt, pha nhớt phải đúng không? Rồi, mà về mà chạy mà không pha nhớt là hư là em không có chịu. Đúng rồi, mấy loại xe này là hai thì là do đó là xăng pha nhớt hết quý bà con cô bác. Còn máy là em bao, máy móc là em làm là em bao. Còn muốn mà trang trí thêm đồ món gì trên đây cho nó đẹp hình thức theo cái xe đó thì có gì liên hệ với em. Đúng rồi, mình có đầy đủ luôn. Nhưng mà người ta muốn thêm xe người ta thì người ta phải tự dọn, tự đầu tư vô. Hay quá. Cảm ơn em. Chàng ơi. Công nhận. Thường thường anh đi anh thấy người ta trưng bày chỉ có một chiếc xe thôi là anh đã ngắm nghía anh phái rồi, những cái loại dòng xe mullet á. Nhưng mà hôm nay tới đây là em cả chục chiếc cho lên. Đây, điện thoại cổ, tivi tivi cổ nè, máy chụp hình này cũng lâu rồi. Đây. Cái này cứ nửa tiếng là nó quýnh 6 cái, 15 phút nó quýnh 3 cái, còn 1 tiếng nó quýnh bài nhạc. Mình lên giới thiệu là mình chơi đường tầng. Như cái này là đó cần mua hay sao? Cái đó cũng mua. Nè, nó có đồ lên giới thiệu, mình lên giới thiệu là mình chơi đường tầng lãi nè, lên mình lên giới thiệu chỗ này nè. Mình chơi đường mình dặn vô mình chơi đường tầng. Nó vô nó hết mình lên tiếp. Công nhận. Cái này là cái miếng bằng cây quá ha em. Đúng rồi. Còn ở trong này những cái cây sắt thấy nó cũng gung. Để nó quýnh. Còn cái miếng này là cái miếng 4 giờ chút xíu là nó quýnh nguyên bài nhạc luôn. Quýnh, là 4 giờ là, cái cây kim này tới đây là nó sẽ quýnh bài nhạc. Đúng rồi, cứ 1 tiếng là nó quýnh nguyên bài nhạc. Đó. Cây. Công nhận. Mấy cái đồ cổ này hiếm lắm à. Hay quá. Này con bên đấy nè, anh có đi qua đây coi bên đây. Bên đó còn mấy chiếc nè. Vì mình đi qua bên đó luôn, lỡ rồi. Đi qua bên đó luôn đi. Ồ, bên đây còn mấy chiếc nữa. Biển số 50. Này cũng là dòng mô lớn. Trời ơi, đẹp kìa, biển số 18-19. Xe này là dòng xe gì? Này Yamaha 100. Này dòng này dòng leo núi, dòng hồi xưa để cho mấy thằng Mỹ nó chạy địa hình nó bể bánh gai nè. Nhưng mà cái nó bây giờ là khoảng bao nhiêu năm rồi em? Con này sản xuất năm 1969. Trời ơi, cái dòng xe nãy giờ cũng là giá 60 năm chứ. Con này không? Xe sơn zin luôn á, nguyên xi hết luôn á. Nguyên xi. Do đó nó bung xét gì cưng nhân để gì ha. Dạ, nó còn sơn zin luôn. Con này là nguyên con zin 100% zin hết. Như giá trị của nó là như giờ khoảng nhiêu? Con này giá trị của nó tầm 4 mấy triệu à. Tại em chỉ tính tiền lúc em mua về thôi. Lúc em mua mình về. Chưa có tính tiền này. Xe này là thôi. Em nhập về Việt Nam là em mua về là 4 mấy triệu. Mà ở Việt Nam mình mà bây giờ người ta chơi loại xe này đó là còn nhiều không? Nhiều lắm, chơi Yamaha nhiều lắm. Ta chơi nhiều lắm. Xe này là xe kho nhập. Còn chiếc này? Chiếc này Molet này phiên bản Mỹ, hồi xưa nó xuất Mỹ. Nó giống như mấy chiếc bản không? Giống, nhưng mà cái này bản Mỹ này để California nè, thấy không? Này để chỉ California nè, thấy không? Hồi xưa là có nghĩa là nó nhập qua bên Mỹ cho mấy người nước ngoài, cho mấy Mỹ chạy phiên bản Mỹ. Nhưng dường mà... như là cái này nó cũng lôi ra sau luôn nữa phải không? Cái máy cái này nè. Là máy rút luôn, máy lớn luôn. Lên ga cái là cái này nó rút ra ngoài sau rồi bà con cô bác. Còi hú luôn hả? Có còi hú luôn, có chống chậm luôn nè. Còn cái loại xe của nó là nó ra khói như vậy hay sao? Đúng là mình pha nhớt thì nó mới có khói. Còn mình không pha nhớt thì không có khói. Mà không pha nhớt thì chạy nó dính máy, nó lúp. Lúp mà bơi. Nó thơm ha. Cái nhớt nó mặc dù nó đen. Tại vì thôi, anh biết thơm. Sao không? Tại vì á, xe Honda là nó có một bên nhớt, một trong máy có nhớt. Còn cái xe này trong máy nó hoàn toàn nó không có nhớt. Là nó phải nhờ mình pha từ xăng nó xuống nó nhớt, nó xuống nó nuôi dền, nó nuôi bít tông. Là mình phải lấy từ xăng mình đi xuống mình nuôi nó. Cái này bình xăng nằm bình ở đây. Xăng đó là bình xăng hết khúc này luôn. Cái bình này luôn. Đúng rồi, bình này nó tầm có 4-5 lít gì đó. Cả đó. Rồi nhớt là mình pha cùng chung vô đây hay là ở bên mình pha gề ở ngoài mình sóc đều mình đổ vô. Ví dụ mình mua cái bình ở ngoài mình pha nhớt, ví dụ như tỷ lệ của nó là 4 lít xăng xị nhớt. Mà nhớt hai thì nha. Mình sóc đều ở ngoài mình đổ vô. Mới đổ vô. Rồi bắt đầu mà khi mình chạy nó hoạt động nó đốt quá thì trong cái xăng nó có nhớt nó xuống nó nuôi dền, nó nuôi đạn, nó nuôi bít tông. Còn nếu mà không có là nó dính. Rồi như cưng chạy gì đó cưng đo là cái phản của nó là khoảng bao nhiêu cây số một lít xăng? Nếu mà xe này em đi nó tầm khoảng 40 cây một lít. Cái xe này nè, cái máy lớn cũng tạm được
Còn cái xe máy nhỏ chở cho 50 cây 1 lít lận. Cái xe mà xe Molex AV44 nãy đó. Vậy cũng ít hao xăng ha, 40 trở lên là cũng ít. Xe máy zin á. Còn xe này 40 cây 1 lít. Hay quá. Cái xe anh máy cũng đam mê loại dòng xe Molex lắm. Có điều kiện sẽ lên tìm em một lần nữa quá. Không mà anh thì nếu mà anh chơi lại mua lại em ưu tiên cho anh liền để giá. Thôi bây giờ vậy nè, cưng đọc lại cái số điện thoại của cưng một lần nữa đi. Thì ở đây là có duyên Cao Hớn mình mới quay được những cái chiếc xe này quý bà con cô bác, tại vì mình cũng đam mê cái dòng loại xe Molex á, nhưng mà hôm nay tình cờ gặp được em ấy có rất là nhiều loại xe, do đó mình muốn quay lên một clip mình tham quan sẵn cho bà con cô bác xem luôn. Nhưng mà mình có hỏi qua em Tài á, thì nếu mà ai yêu thích thực sự thì em Tài sẽ chia lại những chiếc xe đó cho bà con cô bác mình dùng. Cưng đọc số điện thoại lại một lần nữa cuối clip đi. Số điện thoại của em là 0774889418. Dạ. Tiệm tóc Phước Tài, đi tới núi Cát là tới. Núi Cát, tới núi ở Cát nhà bạn nha quý bà con cô bác. Thì ai có đam mê cái dòng xe cổ như Vespa, những cái chiếc xe Molex hồi nãy giờ đó, thì có thể là điện thoại liên hệ em Tài. Rồi cảm ơn em rất là nhiều ha. Hồi nãy giờ đã hướng dẫn một số chiếc xe cổ cho mình cũng như bà con cô bác được xem. Rồi Cao Hớn mình xin tạm dừng clip ở đây. Cảm ơn cô bác anh chị em đã theo dõi ạ.